Rồi, xin chào tất cả anh em luôn nha. Ở đây là một cái bờ dúi dán thú nhì đá nha anh em. Bờ này rất là khủng nha, sải tay lên cho anh em xem nha anh ơi. Bờ này là hàng siêu cẩu nha anh em. Nặng rơi vào khoảng tầm 500 kg nha anh em nha. Đó cái quan trọng cho anh em xem. Một con dúi cốt bờ dán thú nha anh em, rất đẹp. Cây này tổng gom là 6 chi nha anh em nha, 6 chi. Cây có cái quanh tổng bờ đó là 320 nha anh em. Cây có tổng quanh bờ đó là 320 nha. Chiều cao 1,5 m, rộng cái chân tang đi anh ơi, rộng cái chân tang. Một bờ dúi khá đẹp nha anh em. Anh em xem đặt ngang cái điện thoại lại nha. Bởi vì cái bể này nó nằm dài. 1,8 m. Tổng rộng tan của nó là 1,8 m anh em nha. Lưu ý là cái bể này phải siêu cẩu nha anh em, này cũng nằm 5 tạ nha anh em nha. Cốt về rất là nạc nha anh em. Một bể dúi cốt dán thú anh em nha. Một bể dúi cốt dán thú. Cái này là một cái cây nha anh em, không phải là một cái bờ rễ cây ạ. Bé ôm nhì trên đỉnh ngọn. Thân cốt chạy rất đẹp anh em. Rất là hay nha anh em nha. Rồi, anh em nào thiện chí thì giao lưu nha anh em. Xin chào tất cả anh em nha.